Vợ chồng em giận nhau vì bất đồng quan điểm. Nữa lại gặp cái vụ gào giận nhau vì bất đồng quan điểm. Tại sao anh không có giận bà xã anh nếu anh bất đồng quan điểm? Tại sao anh không giận cho hàng xóm khi anh bất đồng quan điểm? Tại sao anh không giận cái đứa nhân viên của anh khi anh bất đồng quan điểm? Ra đường 9 người 10 ý, tất cả quan điểm đều bất đồng là bình thường. Em biết là ngồi trên xe đó nha, chứ là ngồi chung một cái xe đó. Mà bật nhiệt độ đó. Giả sử nha, nếu mà nó có số bấm cái lên 72 độ, 73, bên bên Mỹ xài độ F. Cho nên nếu mà ấm ấm thì là 72, 71, 72, 73. Còn nếu mà muốn mát á, bật nó 68, 69, 70. Ok, đại loại vậy đó, tùy người. Anh nói cho biết á, là nếu như mà nó có cái núm vặn á, chứ không phải là cái bấm á, thì người phụ nữ á, người ta nếu có thể, người ta nói có thể là bật cái nút mà nó ra 71.35 độ. Tức là họ muốn chẻ cái nhiệt độ nó ra cái mức mà nó chính xác tới cái mức mà không thể tưởng tượng được. Tôi nói em ơi thì hoặc là 71 hoặc là 72, muốn mát mát chút thì 71, 72. Có cái cách nào mà nó chỉnh được tới mức 71.35 độ F không? Được. Và em thấy nếu mà được tới đó, em thấy là người ta không bao giờ mà người ta có gọi là cùng quan điểm. Bây giờ vô một cái xe ngồi thôi, nếu mà trên xe có 6 người, anh muốn nhiệt độ nhiêu, anh muốn nhiệt độ nhiêu, mà nếu như có thể chi tiết như vậy, em sẽ thấy là 9 người 10 ý là thật đó. Hiểu ý anh nói không? 9 người 10. Có bao giờ một cái nhóm bạn mà tổ chức mà kêu là ăn món gì không? Hỏi ăn món gì một phát lại thấy là nó sẽ như thế này nè. Món gì cũng được. Đại đa số á, món gì cũng được. Cái con thằng nó thôi giờ mình đi ăn lẩu. Thôi thôi thôi. Lẩu gì? Lẩu gà. Thôi lẩu gà không được, gà bây giờ đang dịch. Ở chúng ta ăn lẩu bò. Thôi bò kỵ bị phong. Thôi ăn lẩu dê. Thôi dê có mùi hôi tôi ăn được, thuốc bắc tôi ăn được. Thôi bây giờ đi ăn vịt nướng đi. Thôi dịch ăn xui sắp thi kỵ. Anh nói cho em biết em sẽ ra một cái thứ mà nó không bao giờ còn thế nào nè. Tao này tao tổ chức sinh nhật đi ăn nhà này, đứa nào ăn được kệ mày thì tự nhiên đám đi. Ok, anh chỉ nói cho em biết là sao biết không? Nói về quan điểm, người ta sẽ không bao giờ cùng quan điểm. Cho nói chuyện bất đồng quan điểm là chuyện bình thường. Bất đồng quan điểm là bình thường và lắng nghe nè và tốt đẹp. Nếu con người chúng ta cùng quan điểm hết thế giới này nó không có cái mẹ gì mới hết đó. Đúng không? Sự sáng tạo, sự phát minh, sự khám phá nó đến từ khác quan điểm. Đừng mong ai cùng quan điểm với mình hết. Tại sao? Là vì khác quan điểm không dẫn tới giận nhau. Hiểu không? Khác quan điểm dẫn tới giận nhau là do hai cái đứa đó đổ thừa. Hai cái phiên bản, nói này hơi nặng chút nhưng mà để thấy nè, hai cái phiên bản kém cỏi đó tìm cái lý do để đổ thừa cho cái việc là tụi nó gây lộn với nhau. Hiểu chưa? Nói đó rõ ràng ra để hiểu đó. Tức là hai đứa đó không có biết cái cách sống để được bình an. Mà đổ thừa là tôi khác quan điểm. Khác quan điểm không dẫn tới gây gổ. Mà là người ta không có biết cái cách sống, người ta tổn thương, người ta không có yêu nhau, người ta gây tổn thương cho nhau. Để rồi tuột cái cảm giác, để hư cảm giác đi và người ta dùng cái quan điểm khác nhau là lý do. Không bao giờ. Ok, bởi vậy nên mới nói biết cách sống là vậy đó. Tiếp tục nè. Hiện em đã về nhà mẹ đẻ, trời ơi nặng, trời ơi đơn ly hôn đã ký, tan tan tan, khác quan điểm, tan tan tan. Tại sao ngày xưa cùng quan điểm, tại sao ngày xưa đến với nhau mà anh ấy vẫn im lặng không ra tòa thì em nên làm gì? Của em đã ký mà anh ta không ra tòa thì em đơn phương ly hôn chứ có gì đâu. Đồng ý rồi, một hai bữa thôi, tòa kêu không ra thôi, ra ly hôn. Anh không hiểu được ý em hỏi là không ra tòa em nên làm gì. Anh ấy im lặng không ra tòa, em nên tiếp tục ly hôn theo cái ý em muốn. Câu hỏi của em á, nó chỉ thể hiện như này nè. Có những cái riêng về em nha, và cũng là anh ta luôn, tuy nhiên vì em là người hỏi và cũng nên sẵn sàng để nghe. Thứ nhất là em có vẻ như là một cái người có cái sự phán xét cao. Tại vì những người có sự phán xét cao á, thì thường rất là dễ gây gổ trong những cái quan điểm khác nhau. Bạn nói nghiêm túc đó nha, đừng nghĩ chữ phán xét đây là phán xét theo kiểu tòa án nha. Phán xét đây có một cái tâm hồn yếu đuối, không có qua tập luyện, tổn thương và mong đợi người khác phải đồng ý với mình. Đó là cái gọi là sự phán xét đó. Rồi thứ hai nè, nó có vẻ như em cũng là một người không biết được cái cách xây dựng một cái hôn nhân, chưa có cái hiểu được cái hôn nhân là gì, cái gì là cái những cái cốt lõi của hôn nhân, một cái hôn nhân nó nên được xây dựng như thế nào. Vị trí của một người vợ, cái vai trò người vợ, vai trò người chồng như thế nào và làm sao để hai cái vai trò đó nó được tốt đẹp và nó hạnh phúc với nhau. Em chưa có phần đó. Ok, và hiển nhiên em chưa có phần đó thì em lại càng không có những cái hành động để làm ra, để dựng ra những cái phần, cái cốt lõi đó. Và em để thả trôi cho cái phiên bản của mình
và ông chồng cũng vậy. Và hai phiên bản nó giúp nhau tổn thương thêm, dẫn tới một cái lúc tình cảm nó tan vỡ. Và rồi sau đó ly hôn, và em vẫn có cái cảm giác muốn chồng xin lỗi và thay đổi, đồng ý với em để được hạnh phúc, để giữ mối quan hệ. Đó lý do tại sao em nói đơn ly hôn đã ký mà anh ấy vẫn im lặng. Nếu thật sự em muốn ly hôn thì em không cần anh ta im lặng hay nói không im lặng. Em chỉ muốn lẹ lẹ để kết thúc, tức là nộp ra tòa, nó ra cũng sao, tòa sẽ xử xong thôi chứ có gì đâu. Nếu anh ta ba lần không ra, tại vì đã ký đã đồng ý, tao không ra tòa sẽ xử thôi. Cho nên là chuyện nếu như em thật sự muốn ly hôn thì không có cái câu hỏi này. Em muốn ly hôn thì em cứ ly hôn thôi, tòa sẽ đồng ý, tại vì hai vợ chồng gây gổ nhau nhiều và đã đồng thuận. Anh ta không ra tòa thì khoảng 2-3 lần tòa sẽ xử cho em, thậm chí một vài người nói thôi đút tiền cái gì đó anh ta sẽ xử cho nó lẹ. Cho nên là làm gì bây giờ, nếu em muốn ly hôn thì câu trả lời đã có, thì em cứ tiếp tục ly hôn thôi. Còn nếu như cái câu hỏi của em theo cái hướng này, em mong anh ta quay lại, đừng im lặng nữa, tới đây năn nỉ xin lỗi hay làm lành đi, thì em sẽ thấy nè, em vẫn sẽ gây gổ tiếp, tại vì quan điểm vẫn sẽ khác nhau, quan điểm không bao giờ giống nhau, anh ta vẫn sẽ y như vậy, nó giống y chang như em cũng vẫn sẽ y như vậy. Em không thay đổi quan điểm em đâu, anh ta cũng không thay đổi đâu, nhưng mà hai quan điểm khác không dẫn tới tổn thương, hai quan điểm khác không dẫn tới tổn thương. Cho nên rằng nếu bây giờ quay lại mà như cũ thì cũng sẽ dẫn tới chia tay, đúng không? Cho nên thôi nếu vậy chia tay mẹ ra rồi đi. Nhưng em sẽ thấy là không, em không muốn. Và em sẽ thấy nè, cái giải pháp đó, bây giờ giả sử có ly hôn được, em tới với hôn nhân sau, quan điểm sao giống nhau được. Trên thực tế em không thể tìm, trên thực tế em không thể tìm một người mà có nhiều quan điểm chứ nữa tất cả nha, có nhiều quan điểm cùng với em, không thể. Ta đã đi ăn chỗ nào, bước cái chân trước nào, lái xe đi đâu, đi con đường nào, quẹo trái quẹo phải, giữ lên trái giữ lên phải, đèn xanh đèn vàng này có nên chạy qua không hay thắng lại, ok, cho con học trường nào, nó bao nhiêu tuổi, dạy con sao, thái độ như thế nào với con, ăn uống giờ nào, ăn món gì, có đổ cơm, ai là người rửa chén, rửa như thế nào, ăn xong có sạch hay không, quần áo, thao chậu, tất một tỷ thứ trên đời. Em cứ nhìn xung quanh em đi, mỗi thứ, mỗi vật, mỗi màu sắc các em thấy đều là ý kiến khác nhau hết. Xe màu gì, ai là người lái xe, xe đậu như thế nào, tắt máy như thế nào. Em thấy cái cây trồng như thế nào, đặt nó ở đâu, chăm sóc, ai là người tưới nước, tưới như thế nào, thường xuyên hay không, cây màu gì là... cây màu gì là bông á, tất cả. Cánh cửa đóng hay là mở nó cũng có khó chịu với người này nữa, người kia nữa. Có người nói tại sao nó đóng lại, hay là đóng cái cửa tủ nhẹ nhẹ là đủ thứ. Anh nói anh nghiêm túc, tính triệu, tính tỷ á. Về quan điểm, tại vì bất cứ một hành động, tức là con mắt mình nhìn thấy cái gì, tai mình nghe cái gì, mũi mình ngửi cái gì, đều ra quan điểm hết. Có người chiên steak trong nhà, người kia nói hôi gà lắm, nói hôi gì đâu, thì bật quạt lên rồi, bật quạt chưa đủ, mở bung cửa ra đó. Những người nói không, mở cửa ra trời lạnh, hao cái tiền máy lạnh đó. Đó là không cùng quan điểm. Cho nên là nói cho em biết, tất cả ngồi cái xe không mà nhiệt độ là đã không cùng quan điểm rồi. Cho nên đừng đi tìm người cùng quan điểm, vì không thể có người đó. Nếu mà cùng một cái xác suất thống kê mà ngồi mà research, anh nghĩ chắc phải ra vài trăm tỷ người mới có hai người mà giống nhau hết tất cả mọi thứ. Và rồi hai người đó gặp nhau ngoài đường thì lại gặp nhau làm ngơ. Tại sao? Ủa mình cùng quan điểm mà. Ở nhưng mà đâu yêu đâu. Yêu nhỏ kia, nhỏ khác quan điểm. Cho nên là trên thực tế em không tìm được người đó. Cho nên đừng đi theo cái cách là tìm người cùng quan điểm, không ra. Nên nếu ly dị cha này cũng sẽ cha khác, khác quan điểm thôi. Và khác quan điểm là tốt, chính khác quan điểm người ta mới ra cái sự lựa chọn tốt hơn. Nếu cùng quan điểm là toàn sự lựa chọn cũ và sẽ không có cái tốt hơn. Thậm chí từ nào giờ con người sẽ nằm y chang ở cái thời ăn lông ở lỗ, tại vì nó không có khác biệt. Thì nó bắt đầu sao nó sẽ vậy hoài, đúng không? Em tưởng tượng một cái gì mà nó không có quan điểm khác thì nó cứ sao nó vậy hoài. Điều đó có nghĩa rằng nó không tới được ngày hôm nay. Con người chúng ta không tới ngày hôm nay. Quay lại cái thời mà tạm gọi là thời tiền sử, em muốn gọi thời gì đó, thời thời đồ đá, đồ đồng, thậm chí không tới được đồ đồng nữa, chắc đồ đá thôi. Tại vì làm gì có quan điểm khác nhau, thì cái cây ná làm vậy thì cứ làm vậy thôi, nó sẽ không có gì mới. Cho nên việc con người có quan điểm khác là tốt đẹp và là đúng và là thuận tự nhiên. Chỉ có cái là mình không nhận ra điều đó và mình áp đặt nó phải đúng ý mình thôi. Cho nên bây giờ câu trả lời cho em phải thay đổi, và em phải biết cái cách là một cái phiên bản như thế nào là tốt cái đã. Thậm chí em chưa chắc biết được là thay đổi như thế nào là tốt á, nhiều khi thay đổi tệ hơn. Thứ hai nữa nè, em phải biết được hôn nhân là gì và xây dựng hôn nhân là như thế nào nữa. Bởi sống chung với nhau nó không thể nào là một cái phiên bản tổn thương mà ra hạnh phúc được. Bởi anh mới nói các bạn hoài, triết lý quay lại đầu cái livestream này, mình là ai quyết định cái mình có, mình là ai quyết định cái mình có, tức là mình như thế nào mình sẽ có cái xứng đáng như vậy. Muốn tốt đẹp là phải thay đổi mình, làm cho mình tốt hơn. Rồi, tất cả đó là những cái anh muốn chia sẻ với các bạn qua những cái câu trả lời, những thắc mắc của các bạn.
Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.